Dây Việt tinh hoa phát sóng lúc 11 giờ 15 phút thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023 trên TTV11, YouTube Truyền hình Tây Ninh giải trí, website tayninhtv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mì căn sốt tương cà sẽ là món ăn được giới thiệu đến quý vị. Cùng Kiều Tiên đi chợ Long Hoa, một ngôi chợ cổ sầm uất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, để tìm mua nguyên liệu chính là mì căn. Bằng cách chế biến đơn giản, mì căn sốt tương cà với hương vị thơm ngon từ trong gian bếp chắc chắn sẽ là một lựa chọn phù hợp cho bữa cơm chay của gia đình. Đón xem chương trình Chay Việt Tinh Hoa phát sóng lúc 11 giờ 15 phút thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023 trên TTV11, YouTube Truyền hình Tây Ninh giải trí, website tayninhtv.vn. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà.